Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của Phúc Trịnh Bất Động Sản. Và ngày hôm nay Phúc Trịnh có mặt tại dự án khu dân cư chợ Quán Lát để xin phép được chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn những thông tin về dự án khu dân cư chợ Quán Lát ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Về tổng quan dự án khu dân cư chợ Quán Lát thì có tổng quy hoạch lên tới 9,92 ha. Do công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Tiến làm chủ đầu tư và khởi công xây dựng là tháng 4 năm 2021. Đến thời điểm hiện tại thì công trình đã thi công đạt gần 80% tiến độ của dự án. Dự án khu dân cư chợ Quán Lát thì có vị trí ngay tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Trục đường nối từ quốc lộ 1A ngã ba Quán Lát đi thẳng về hướng ngã tư ven băng và đi biển Đức Minh, biển Đức Chánh của xã Đức Chánh. Thưa cô chú anh chị và các bạn, thì khu dân cư chợ Quán Lát được quy hoạch các loại đất ở thương mại dịch vụ, đất thương mại dịch vụ, đất công viên và đất giao thông và đất ở liền kề. Được quy hoạch thành 22 block lớn nhỏ và một công viên trung tâm thể dục thể thao tại dự án khu dân cư chợ Quán Lát. Thì các trục đường của dự án khu dân cư chợ Quán Lát gồm có lòng đường 12m, lòng đường 7m5 và lòng đường 5m. Sản phẩm đất nền tại khu dân cư chợ Quán Lát có diện tích từ 100, 120, 150 và 200m2, được chia đều ở các block. Ở thời điểm tháng 12, Phúc Trịnh quay video này thì chủ đầu tư đang cho ra mắt những sản phẩm của mình với giá chỉ từ 5 triệu đồng trên mét vuông ở giai đoạn 1 của dự án khu dân cư chợ Quán Lát này. Thì chủ đầu tư cũng dành nhiều ưu đãi cho khách hàng, là những khách hàng địa phương, khách hàng mua theo nhóm và khách hàng mua sỉ với số lượng lớn thì sẽ được nhiều cái ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư. Ví dụ như trong đó có chính sách chiết khấu lên tới 5% dành cho khách hàng thanh toán 95% và 1% dành cho người dân tại có hộ khẩu tại Mộ Đức. Cô chú anh chị và các bạn cần thêm thông tin về dự án khu dân cư chợ Quán Lát thì có thể liên hệ với Phúc Trịnh qua số điện thoại 0888 268 568 để được tư vấn thêm các thông tin chi tiết về dự án này. Phúc Trịnh xin cảm ơn và hẹn gặp lại.